chào tất cả các bác nhé. Em giới thiệu các bác một bộ combo ghép rất là hợp luôn của hãng âm ly của Sansui 607KX, hàng đấu giá nhé. Và một cặp loa rất chất của hãng Bühner có tên model là F99. Dòng này F là cao nhất rồi các bác nhé. Đây là một cái bát 30. Đấy, kiềng gang đúc. Và cái bát này là cái bát dùng chung với con 616 các bác nhá. Nhưng mà theo đánh giá một số anh em thì bảo cái vòng này cái chép sẽ hay hơn 616. Cặp này nặng khoảng 70 kg, rất là nặng luôn các bác nhá. Và một cái mic này, một cái chép này, chép này chép kiểu chép đồng, cái mũi nó là mũi nhôm. Đó. Chép này sáng hơn chép 616. Nhiều bác chơi rồi thì đánh giá cặp này sẽ hay 616. Đây quay phía sau các bác coi nhé. Cặp loa này hàng bãi về nhé các bác nhé. Hàng bãi về thì vẫn còn vuông thành các cạnh. Đó. Cũng có vài vết chày. Lý do là sao? Đây là những vết chày này là do băng keo này. Băng keo họ dán vào đây. Em vẫn để nguyên vậy. Cũng vài chỗ nó ấy thì em có nhỏ keo xíu rồi. Còn cơ bản là đẹp. Quan trọng là cái giá em để ra các bác rất là rẻ luôn. Cũng giá này các bác có thể mua được cả thêm cái âm ly này không nhá. Nhiều shop họ bán cái giá đó thì các bác mua âm ly được. F99 90W 6,3 ohm các bác nhá. Lưới đấy. Đấy lưới đấy. Tiếng rất là hay luôn. Cặp loa cực kỳ chất. Bao giờ ta có được. Rồi trên này là con âm ly 607KX các bác nhá. Mặt gương hàng đấu giá còn rất là đẹp các bác nhá. Công suất 250W. Đó. Thì sau này chạm hai chạm này là màu vàng này. Đó, công suất 250W, đánh từ 46 ohm. Rất là đẹp luôn. 8 sò. Quánh nhất đánh dư sức nhá. Đường vắng không anh, đường ngoài kia gió lạnh đầu mạnh, đêm ngày lôi thề chờ nhau một thuở. Đường sương gió gót chân mòn trên lối nhỏ, vẫn đầu trong sương lạnh, ôi đời sao quá trời vơi. Cây già còn nhớ không anh, chiều mưa bay gió lạnh vai mềm, phố buồn ve sầu gọi nhau phượng nở. Hình bóng bóng dấu xa rồi xin nhớ mãi. Cặp loa này các bác vừa nghe nhạc vừa có thể hát karaoke gia đình được không nhá. Rất là chất. Các bác nhìn cái bát này là biết rồi. Đấy, cặp loa này có nhiều shop họ bán, tuy nhiên là họ sẽ sửa sang lại đẹp hơn cặp này. Cặp này thì em để nguyên như vậy. Giá khoảng 16 triệu, 15-16 triệu. Bên em nhá, bên em bán cả cái bộ combo này. Các bác nằm mua cả bộ combo này 16 triệu nhá. Loa 9 triệu rưỡi. Âm ly 6,5 triệu các bác nhá. Tổng bộ combo này 16 triệu. Nếu bác nào mua căng tất thì em sẽ bớt chút nhé. Coi như bớt tiền ship. Đó. Còn các bác mua riêng á thì loa 9 triệu rưỡi và âm ly này 6 triệu rưỡi. Bên em có cọc sẽ đi hàng, cọc bên mua phải chịu ship nhé. Chuyển khoản hết bao ship các bác nhé. Đấy, cọc em phải 2 triệu em mới đi hàng được các bác nhé. Đó, em ship toàn quốc các bác nhé. Rất thực chất, cặp loa là bê được, đấu với tay là nặng. Rồi bác nào có nhu cầu alo cho em nhá. Bao là giá rẻ nhất thị trường luôn. Đấy. Rồi cảm ơn tất cả các bác nhá.